chào các bạn thân mến, mình là cô cô độ bé bự đây. Bây giờ là 3 giờ 14 phút buổi chiều ngày 28 tháng 4 năm 2024. Khâu gầu vừa mới dọn dẹp cái bếp ở dưới tầng 1 xong. Sau đó thì đã tắm mát mẻ rồi và hôm nay là ngày nghỉ à, cảm thấy là cái phòng của câu câu nó cũng gọn gàng rồi nên là câu câu lại tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe bởi vì chính bản thân câu cầu cũng cảm thấy rất là hồi hộp và mong chờ uh, phần tiếp theo của tác phẩm cho nên là câu uh, câu vừa phục vụ bản thân còn nếu như mà bạn nào có thời gian thì các bạn cũng cùng nghe về câu câu ha vâng ạ à, bây giờ chúng ta tiếp tục với tác phẩm Tô Đông Pha của cụ Nguyễn Hiến Lê, chương thứ 5, thi sĩ với thắng cảnh. Tô Đông Pha rời kinh vào tháng 7 năm 1071 để tới Hàng Châu. Luôn 8-9 năm sau, ông không được về kinh, hết ở Hàng Châu rồi tới Mật Châu, Tử Châu, Hồ Châu. Thời đó là thời thi hứng của ông rất dồi dào, viết được rất nhiều bài thơ, bài tử cỏ đú giọng buồn rầu hoặc khoáng đạt, mỉa mai hoặc vẫn uất. Trên đường lại Hàng Châu, Đông Va ghé thăm tử do làm giáo thụ ở Trần Châu, ở chơi với em tới ngoài Tết Trung thu. Hai anh em rất là quý mến nhau mà hình dung tính tình thì rất là khác nhau tự do mặt tròn má phính và cao lớn nên đồng pha làm thơ dễ ố rằng cúi đầu xuống đọc thi thư ngẩng đầu lên thì đầu đụng nóc nhà chú thích nguyên văn của bài thơ là uyển khâu tiên sinh trường như khâu uyển khâu học xá tiểu như châu thường thời để đầu tục kinh sử hốt nhiên khiến thân ốc đả đầu Đông pha trái lại tầm thước không gầy không béo, lưỡng quyền cao, chán rộng, mắt sáng quắc, dâu đẹp, tử do thâm trầm, cường nghị, đông pha hồn nhiên hay cười đùa, tính tình vui vẻ, dễ thân với mọi người, nhưng mà đôi khi nóng nảy. Tử do nhiều lần khuyên anh nên giữ lời, đông pha nhận là đúng. Nhưng bảo anh biết tính anh bộp chộp về là khi mà anh thấy cái gì trái ý thì bực mình lắm như thấy cái con ruồi đậu trên thức ăn ấy phải xua nó đi cái ngày dâng sớ lên hoàng thượng về cái vụ tân pháp anh cũng sợ bị chặt đầu mấy ông bạn thân cũng ngại cho anh nhưng mà anh bảo họ hoàng thượng có giết anh thì anh cũng không ân hận nhưng mà tôi không để cho các bác hưởng cái vui là thấy tôi bị chặt đầu đâu Thế là cả bọn cùng cười. Từ do nói, anh có nhận thấy không? Ngày nào mình được nhàn nhã, không có việc gì làm thì ngày đó có vẻ dài gấp hai những ngày khác. Vậy nếu mà mình được sống nhàn nhã suốt đời, chẳng hạn như 70 năm, thì cũng như là mình được sống được 140 tuổi rồi còn gì. Tư tưởng về chính trị của họ giống nhau, nhưng mà cách xử sự thì lại ngược nhau. Tự do đắn đo từng lời, suy đi tính lại rồi mới hành động. Đồng và thì nông nổi, không nghĩ tới hậu quả của hành động. Văn thơ của hai anh em cũng khác nhau. Tự do không nổi tiếng về thơ, nhưng văn lại có giọng trầm tĩnh, ý tưởng sâu sắc. Đồng pha có thiên tài cá về thơ lẫn văn, ý tưởng đột ngột, hùng tráng mà khoáng đạt. Tôi xin giới thiệu dưới đây bài Hoàng Châu khoái tai đỉnh ký của Tử Do để độc giả so sánh bút pháp của hai anh em họ Tô. Sau đó thì tác giả trích ra một cái bản bằng tiếng Hán, tiếng phồn thể và bản Bên dưới là phiên âm um, Hán Nôm, nhưng mà cũng giống như ở những chương trước thì khâu khẩu xin phép được đọc bản nghĩa thôi ạ. À. Đình khoái thay ở Hoàng Châu, sông Trường Giang ra khỏi Tây Lăng mới gặp đất bằng, dòng nước băng băng rộng lớn, phía nam hợp với sông Tương, sông Nguyên, phía bắc hợp với sông Hán, sông Miện, thế lực càng mạnh đến chân núi xích bích luồng sóng tưới nguồn mênh mông như biển ông thanh hà trương mộng đắc bị đầy đến tế an cật một cái đình ở phía tây nam nhà ông để ngắm cảnh đẹp trên sông và mà anh tôi là tử chiêm tức là đông pha đặt tên cho đình là khoái thay là vì ở đình trông ra thấy được nam bắc trầm rộng Đông Tây hợp một sóng vỗ ầm ầm, gió mây mở đóng Ngày thì thuyền bè qua lại ở trước mặt Đêm thì nghe cá rồng kêu thảm ở dưới sâu Biến hóa đột ngột, động lòng kinh mắt Không thể coi lâu được Này thì có thể ngồi ở trên giường chiếu mà ngắm cảnh Ngước mắt đã coi đủ tất cả Phía Tây thì nhìn các núi ở vũ xương Sườn rỉnh nhấp nhô cây cỏ bầy hàng, mây khói tan rồi, mặt trời ló dạng, nhà cửa ngư ông và tiểu phu đều hiện rõ mùn một, một. Vì vậy mà gọi đình đó là đỉnh khoái thay, đến như bến rộng bãi dài, nền cũ thành xưa, nơi mà tào mạnh đức và tôn trọng mưu, tôn trọng mưu. À, tào mạnh đức tức là tào tháo và tôn trọng mưu tức là tôn quyền đời tam quốc ngấp nghé mà chu du và lục tốn cũng là nhân vật đời tam quốc rong ruổi thì di tích lưu phong là lưu là phong hóa lưu truyền lại kìa cũng đủ cho ta khen là khoái thay thế tục và bỏ một đoạn 10 hàng Kẻ sĩ sinh ở đời, nếu trong lòng không ung dung tự tại thì tới đâu mà không buồn, nếu trong lòng thản nhiên, vì không ngoại vật mà làm tổn thương bản tính thì tới đâu mà chẳng khoái. Này Trương Quân, vì không vì bị giáng chức mà ưu tư, tính toán sổ sách rồi còn dư thời giờ thì tự thả mình trong khoảng sơn thủy, chắc là trong lòng có chỗ hơn người đấy. Dẫu có ở căn nhà lợp tranh, cửa sổ làm bằng vỏ hũ đập bể, thì cũng không có gì là không khoái. Huống hồ lại gội rửa trên dòng trong của trường Giang, ngắm mây trắng của núi Tây, có những cảnh tuyệt vui tai đẹp mắt để mình tự thỏa mãn. Nếu không vậy, thì dù núi có liên tiếp, hàng có thăm thẳm, rừng có rộng, cây có cổ lại có gió mát lay động có trăng thanh chiếu sáng thì cũng là những cảnh mà tao nhân và những kẻ sĩ bất đắc ý cho là bi thương tiều điều không sao chịu nổi trừ co đâu thấy được là khoái tự do tả ba cái vui mừng của trương mộng đắc vui ngắm cảnh vui hoài cổ và vui vì trong lòng thanh thản không bận tâm vì bị giáng chức. Cái vui thứ ba quan trọng hơn cả vì nó mời hưởng được hai cái vui trên. Thành thử, ông khen cảnh mà thực là khen bạn. Sốt bài không rời khỏi chữ khoái, bụt phạt tinh mật. Ăn Tết Trung Thu xong, hai anh em rủ nhau lại thăm Âu Dương Tu ở cách đó trên trăm cây số. Ở chơi hai tuần nữa, rồi đông pha mời lại nhiệm sở lúc từ biệt họ quyến luyến nhau như một cặp tình nhân tình huynh đệ của họ thật đẹp hàng châu đời tống là một cảnh thần tiên có người đã gọi nó là thiên đường ở trần thế nó là tên của một phủ mà cũng là tên tỉnh lỵ tỉnh chiết giang tỉnh lỵ nằm ở trên bắc ngạn sông tiền đường Chính là cái dòng sông mà nàng Kiều đã gieo mình xuống để chấm dứt cái cảnh 15 năm đau khổ ở cuối con sông, con kinh vận hà. Phía nam nó dựa vào lưng vào núi Ngô Sơn, phía tây nó xoài bóng ở trên Tây Hồ. Nổi danh là nơi linh thụ bú bậc nhất Trung Hoa nhờ vào cái cảnh đồi núi Hồ, biển tuyệt đẹp, nhờ không khí mát mẻ. Vì ở đây đã thuộc về phương Nam rồi, nhờ dân ở trong miền tính tình vui vẻ làm thành nữ tú tiếng ca hát ngâm thơ vàng lên trong các vườn hoa gạc trả thất trên các bờ nước dưới các hàng liễu chúng ta không biết rõ sự phồn thịnh của hàm châu thời tô đông pha ra sao nhưng mà đọc tập du ký của mocco polo một người ý được vua nhà nguyên cho làm thái thú ở đây đặt dấu chấm hỏi Hàng Châu ở cuối thế kỷ thứ 13, thì ta cũng tin được rằng nhiệm sở của Tô phải là một nơi rất sầm uất. Marco Polo gọi Hàng Châu là Queen Sầy. để câu cầu xem. Queen có sách chép là Kinh Sai và cho rằng tiếng ca thay trỏ Trung Hoa dò tiếng đó mà ra. Marco Polo gọi Hàng Châu là khuyên sảy, có lẽ phiên âm một tiếng của đời nguyên trong. Theo ông, Châu Thành cách biển 25 cây số, chu vi được 160 cây số. Dân số năm 1275 có tới 1 triệu người, lớn hơn hết các châu thành khác của phương đông. Xa, hơn xa, viên hơn sinh quán mà ông đẹp hơn viên vì À, xin lỗi không phải viên mà Vernezer. Vernezer, hương gợi ý. Nơi sinh quán của ông mà đẹp hơn Vernezer vì có cảnh nước lẫn cảnh núi. Đường phố và kinh rạch có rất nhiều và rộng. Cầu lớn nhỏ có tới 12.000 chiếc. Xây khung khung như là cầu vồng. Rất cao, thuyền buồm qua lọt được. Châu Thành có 10 ngôi chợ và vô số cửa tiệm. Con đường chính lát đá, từ cửa đông qua cửa tây rộng tới bốn chục bước chân chạy song song với một dòng kinh hai bên bờ kinh đó cất nhiều kho lớn bằng đá để chứa các hàng hóa xuất cảm và nhập cảm từ mã lai ấn độ ba tư đường phố sửa sàng rất là kỹ nước mưa không động vì có mương xẻ cộ dập dìu qua lại những chiếc sang trọng có màn và nệm bằng lụa Ngồi được sáu người, có những nhà tắm công cộng, đủ nước lạnh và nước nóng, nhưng mà nước nóng thì chỉ để cho người ngoại quốc dùng. Các hồng lâu, nhiều tới nỗi, Marco Polo không dám điều giả còn số, à nào cũng rất đẹp, bận toán đồ tơ, phấn hương ngáo ngạt, không thể tưởng tượng được y phục và nữ trang của họ đắt ra tới bực nào nhà cửa chen chúc nhau, đa số là bằng gỗ và tre, có nhà cao tới 10 tầng, ở đây có một dấu chấm than. Nhưng mà công việc phòng hỏa thì rất chu đáo, ngày đêm có lính canh và thấy nơi nào có đám cháy thì báo hiệu liền và lại cứu. Giác trong châu thành đổ xuống thuyền rồi mới trở đi, mỗi năm phải vét lại các kênh một lần. Ở đây có một chú thích là theo Uller thì Marco Polo đã lầm vì dịch chữ lý dặm của Trung Hoa ra chữ Milo, Milo. Sự thực thì một lý chỉ bằng 575 m chứ không phải 1.000 m Một con đê dài 250 cây số ngăn nước biển ở phía bắc Hàng Châu. Thuyền biển lớn như những ngôi nhà, cánh buồm dương lên như mây phủ ở trên biển, bánh lái dài ca chục thước. Mỗi chiếc thuyền cò 8 hoặc 10 người hàng chèo. Mỗi chiếc chèo dùng bốn trọng phu. Thuyền thì động đây ở trên các kênh lớn. Thương mại cực phồn thịnh. Người Trung Hoa đổi vàng, bạc, tiền đồng, trì, đồ sứ, lấy hương, tề giáp, ngả voi, san hô, hổ phách, ngọc trai, đồi mồi, đồ vải, vân vân của các xứ khác công nghệ cũng rất phát triển như cũng rất phát đạt như là đồ sứ đồ sơn gấm vóc quạt nữ trang theo lầm ngữ đường thời tô đông pha hàng châu chỉ mới phát triển bằng nửa như vậy nửa triệu dân nhưng mà so với các phủ khác thì cũng đứng vào hàng đầu ở nơi đó phồn thịnh nhờ chung quanh đất thấp có nhiều hồ lại xa biên giới nên là ít bị quấy phá. Một thi hào bậc nhất ở trong nước mà lại làm quan ở một nơi thắng cảnh bậc nhất ở trong nước thì lại thật là một dài ngẫu. Thần tôn trích tô tới đó mà thực là thương ông, không khí ở đây khoáng đạt, ấm áp, không tù túng lạnh lẽo như ở triều đình cảnh miền Nam này, lá xanh hoa thắm gió mát trăng trong, không manh mông cát vàng ảo ảo gió thổi như phương Bắc. Đồng và yêu cảnh yêu người, mời ở Hàng Châu đã coi đó là quê hương thứ nhì của mình. Và dân Hàng Châu cũng quý ông, tới nỗi khi ông bị triều đình bắt giam, họ dựng bàn thờ ở khắp đường phố cầu xin nhà vua tha ông. Hơn nữa ngàn năm sau, du khách lại thăm Phượng Sơn, Tô Đê, Tô Đê sẽ coi ở sau. Để tìm lại hình ảnh của ông, thì dân Hàng Châu có người bất bình rằng sao du khách lại bảo Đông Pha quê ở Thiểm Tây, chứ không phải ở Chiết Giang. À, Hàng Châu được nhờ ông rất nhiều. Khoan nói tới chính tích của ông. Chỉ nội cai hảo quang thiên tài của ông cũng đã làm cho dân chúng được vẻ vang và sung sướng. Họ vui tươi hơn, họ thành nhã hơn, họ yếu văn thơ, nghệ thuật hơn. Mà ông cũng được nhờ Hàng Châu rất nhiều. Ông được thấy những cảnh đẹp mê hồn, được hưởng những lúc tuyệt thú, hồn thơ ông rào rạt, tài năng ông phát triển, mới mẻ thêm, phong phú thêm. Ông cùng với vợ con tới Hàng Châu vào ngày 28 tháng 11 năm 1071. Dinh thự của ông ở trên ngọn Phượng Sơn, bao quát được cảnh sông Tiền Đường với những cánh buồm qua lại trước mặt và cảnh tây hồ phẳng lặng như tấm gương. Ba mặt là đồi núi lấp ló, những mái chùa rêu phong, những cửa son của các biệt thự Tây Hồ này cũng có tên là Tiền Đường Hồ, Tây Tử Hồ. Vì ở trong một bài thơ, ông ví hồ với các nàng với nàng Tây Thi. Bài Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Phục Vũ, Thủy Quang Liễm Diễm Tình Phương Hảo. Sơn sắc không mong vũ diệt kỳ, dục bà Tây Hồ tỷ Tây Tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi. Uống rượu trên hồ trời mới tạnh rồi lại mưa, trời tạnh long lanh hồ đã đẹp mưa phùn mùi mịt núi càng sinh tây hồ đấu khác nàng tây tử trang điểm cùng không nét vẫn tình ở phía nam và bắc có núi cao trong hồ thường thời đó chỉ có một con đê do thi hào bạch cư dị đời đường đắp sau tổ đồng phà đắp thêm một con đê nữa và bây giờ thì hồ chia làm ba phần hồ trong hồ ngoài của sau. Nổi danh nhất là Tây Hồ Thập Cảnh, thời nào cũng làm đề cho thi nhân ngầm vịnh. Mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, vợ chồng đông pha nhìn mây núi và lâu đài chiếu xuống mặt hồ. Các du thuyền chạm trổ, sơn màu và các thuyền câu mộc mạc nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, nhất là về tối Mặt hồ đầy du thuyền, hàng ngàn ánh đèn chiếu xuống nước như một cảnh hoa đăng, và nửa đen tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng ca, tiếng hát vẫn còn văng vẳng đưa vào dinh thự của tô, hai ba giờ sáng mới tắt. Trà đình, tử quán, nằm ở sát ở bờ hồ. Sau những hàng lũ thướt tha, các cửa hàng đầy những vật quý và lạ từ tơ lụa gấm vóc, ấm chén, bình hoa, đèn quạt, tơi đồ chơi và kẹo bánh cho trẻ. Và hai thế kỷ sau, Marco Polo phải chóa mắt về cái sự phồn thịnh của Hàng Châu, Vừa nè giờ không sao sánh kịp. Tổ đồng phà thích cảnh quá, Tới nội có cảm tưởng rằng kiếp trước mình đã sinh ra ở nơi đây. Một hôm vào thăm một cảnh chùa, mới tới cổng. Ông ngạc nhiên thấy cảnh quen thuộc, như là thể là quen thuộc. Nói với người đi cùng rằng là có 90 bực đưa lên chùa, đếm thì thấy là đúng. Rồi ông còn tả được những cây đá sân ở vườn sau chùa nữa. Thời đó, Thuyết Luân Hồi rất được nhiều người tin và người ta truyền lại rằng là Trương Phương Bình có lần cũng thăm một cảnh chùa bảo bạn rằng là kiếp trước mình tu ở đây chép kinh tới đoạn đó thì bỏ dở họ vào chùa mở kinh đó ra thấy nét chữ giống hệt như nét chữ của trương và trương cầm bút chẹp tiếp tuy nhiên tô đông pha cũng có điều bất đắc như ý ví dụ như là chức vụ thông phán buộc ông phải xử tội và ông thì không nhẫn tâm xử những bần dân bị giam cầm vì không tuân luật lệ mới của Vương An Thạch. Những cái luật lệ mà ông đã đả kích. Vương đã quốc hữu hóa việc bán muối. Dân Hàng Châu thì từ trước vẫn sản xuất và bán muối, nên phản đối. Ngày cuối năm 1071, mới tới được hồng tháng, thì ông đã phải xử một người dân càn tội buôn lậu muối ông thi hành pháp luật nhưng mà chùa sót tự ví cảnh của mình với cảnh của người dân đó trừ nhật đương tả quy quán sự nãi kiến lưu chập bút đối khi khắp chi thử hệ trung tù tiểu nhân doanh hầu lương trụy vong bất chi tu ngã diệt luyến bạc lộc nhân tuần bất quy hưu bất tu luận hiển ngu quần thì vị thục mưu thủy năng tạm túng khiển mẫn nhiên quý tiền tu ngày cuối năm nghĩa là ngày cuối năm đáng lẽ về sớm mà vì việc quan thì lại phải ở lại cầm bút lên mà nước mắt tuôn rơi buồn cho kẻ bị giam ở trong tù kẻ nghèo lo kiếm ăn xa vào lưới pháp luật mà không biết hổ. Ta cũng vì ham cái lộc nhỏ, vẫn giữ chức trái với ý muốn về hưu của mình. Chẳng nên luận hiền hay là ngu, đều là lo miếng ăn như nhau cả. Đều ai có thể tạm cởi cho được đây, ta cúi đầu mà xót xa tủi nhục. Rồi ông viết thư tâm sự với tử do Có những điều trước kia Anh lấy làm xấu hổ Thì bây giờ anh không xấu hổ nữa Anh ngồi nhìn bọn tội nhân rách dưới bị quất Miệng anh dạ dạ với thượng cấp Mà lòng anh thì muốn nói không không Đánh mất tư cách của mình Thì giữ chức cáo sang mà làm gì càng chán cảnh công đường thì đông pha lại càng tìm cảnh thiên nhiên mà cảnh thiên nhiên ở ngay dưới chân ông xuống khỏi đồi là sông hồ hai, hai chục cây số chung quanh chỗ nào cũng có bờ lũ rừng thông suối trong thác trắng đình đài đền miếu và ba trăm sáu chục ngọn chùa cảnh đã đẹp dân chúng lại phong lưu tổ chức rất nhiều đình đám hội hè tháng nào cũng có Tết. Nguyên tiêu, thành minh, hàn thực rồi đoan ngọ, rồi trung nguyên, trung thu, trùng cửu. Chưa kể đến những ngày tế thần của mỗi làng. Trai thanh gái lịch dập dừ, án liệm trên không, mây trôi trên nước. Màu sắc cảnh vật thay đổi thật là huyền ảo. Đông pha có một hôm dắt vợ con có khi rủ bạn bè đi chơi hồ các cô lái đò thấy bóng dáng của tô thì tô thông phán đua nhau mời chào vì họ tuy ít học nhưng mà đã nghe danh ông lại quý cái thái độ trang nhã đôn hậu mà thân mật của ông ông mướn một chiếc thuyền nhỏ thả trên mặt hồ nghĩ được câu thơ nào là chép ngay lên giấy tốt và người quen kẻ lạ tranh nhau xin vì thơ ông hay, chữ ông đẹp, vừa già vừa tươi, thành như là một thư pháp riêng đời tống. Bà thì bổ dưa, bóc hạt sen cho người hầu nấu chè. Co khi mua cá của một ngư ông mới câu lên, không phải để nấu nướng mà để phóng sinh lấy phúc. Trên hồ có một bọn chuyên câu cá bán như vậy và có con được phóng sinh đời hai ba lần <laughs> những ngày hội cảnh mặt hồ thật là vui tiếng hát của các ca nhi vàng lên lành lạnh như đáp nhau từ thuyền nọ qua thuyền kia chu vi hồ khoảng hai chục cây số bờ hồ chỗ nào cũng liễu rủ và thấp thoáng sau mảnh liễu là những ngọn chùa cổ kính mặt hồ luôn luôn thay đổi vừa mới trắng xóa vì hạt mưa thì đã trồng vắt như trời xanh. Ở đây tác giả đưa ra một bài là bài Quang khố lấu truy su gò vọng hồ lâu túy thư hắc vân phiên mặc vị giả sơn bạch vũ khiêu châu loạn nhập thuyền quyển địa phong lai hốt suý tán vọng hồ lâu hạ thủy như thiên, nghĩa là khi say vịnh hồ, vịnh cảnh hồ lầu, mây đen nửa núi mực bôi lên, mưa trắng rơi trâu chút xuống thuyền, cuốn đất gió đâu lùa thổi hết, dưới lầu màu nước tựa thanh thiên. Nhất là vào mùa hè, nước hồ chắc cũng trong như là hồ trúc bạch ở Hà Nội có thể đếm được những con cá lượn ở dưới sâu. Họ bỏ thuyền, leo núi, chán nghe tiếng sóng vỗ, thì nghe tiếng chim kêu. Ông rất thích cảnh chùa, nhiều lần leo núi một mình, tới một khóm trúc hay một gốc thông cạnh chùa, cởi áo ra, nằm đánh một giấc. Các chú tiểu trí xa xa đứng nhìn, lấy làm vinh dự rằng chùa mình được một thi hào quá bộ tới sau khi ông mất có một vị sư bảo rằng hồi trẻ làm tiểu có lần được thấy ông cởi trần nằm ngủ như vậy trên lưng có bảy cái nốt ruồi giống như thất tinh của tròn sao bắc đầu chắc vị sư đó đã tưởng tượng ít nhiều các vị sư quý ông mà ông cũng thích giao du với họ và tính tình ông phóng khoáng hay bỡn cợt nên thỉnh thoảng phá các vị hòa thượng một vị hòa thượng nọ nổi tiếng là nghiêm tín đồ mà muốn vào tịnh thất của ông để được ông ban phúc thì phải trai giới trước đã dĩ nhiên phụ nữ là không được vào đông pha lần đó dắt vài người bạn cả một ca nhi vào thăm chùa tới cửa trai phòng của nhà sư bọn người theo ông ngừng cá lại ông dắt ca nhi vào nhà sư cau mày ông bảo để làm một bài thơ xin lỗi và cà nhi sẽ hát lên nếu hòa thượng cho phép nàng mượn chiếc mõ để gõ nhịp vì hòa thượng đành hỉ xả và đông pha đưa một bài cho cà nhì hát bài đó là một bài từ khúc có cái giọng bỡn cợt và chính vị hòa thượng nghe xong cũng vài cười trong thơ phương tây ta thường nghe thấy tiếng chuông thánh đường, nhưng mà ít thấy bóng dáng của các linh mục giám mục. Trái lại, thơ Trung Hoa và Việt Nam thì thường nhắc tới các nhà sư, mà nhắc tới các nhà sư thì luôn nhắc tới các mỹ nữ để dễu thơ như thơ của Tô Đông Pha, thơ Nguyễn Công Chứ. Nội điểm đó cũng đủ cho ta thấy rằng tinh thần tôn giáo của phương Đông và phương Tây khác nhau ra sao một lần khác Đông pha đùa các nhà sư như sau Tiếng điểu nghĩa là tiếng chip Thời đó có một nghĩa xấu dùng làm tiếng lóng Đại loại cũng như là tiếng chim chim chuột của ta vậy Đông pha bảo với một nhà sư tên là Phật Ấn Cổ nhân thường dùng tiếng tăng nhà sư để đối với tiếng điểu như ở trong hai câu của giả đảo đời đường là điểu túc trì biên thụ tăng sao nguyệt hạ môn chim đậu cây bến nước sư gõ cửa dưới trăng tôi vẫn phục cổ nhân đối như vậy hay tuyệt <laughs> thời nào thi sĩ cũng gắn bó với ca nhi nhất là các thi sĩ đời đường đời tống ca nhi giữ một địa vị thực quan trọng trong thi ca trung quốc chính họ có công gợi hứng cho các thi nhân. Hơn nữa, canh tân các thể thơ, biến thi thành từ. Ngay cả các vị tể tướng như là Hàn Kỳ, Âu Dương Tu, các nhà nho đức độ và nghiêm trang như Phạm Trọng Yêm, từ Mã Quang, cũng làm thơ, làm từ tả tình của Ca Nhi và tình cảm của mình đối với Ca Nhi. Nhạc Phi, danh tướng ái quốc bậc nhất, trong một bữa tiệc cũng là một bài từ cho ca nhi hát suốt đời tống có lẽ chỉ có hai anh em họ trình là trình hạo và trình di là tránh xa các ả như là tránh xa rắn độc vậy tương truyền một môn đệ của trình di viết hai câu tả cái mộng thấy một phụ nữ đường rất nồng mà cụ trình vội la là đủ quỷ, chu hi cũng vậy đúng là các cụ ấy cứ kính thấy gái đẹp thì <laughs> kính nhi viễn chi tô đông pha trái lại tự nhận là mình rất tục ông nói đùa với các bạn là <laughs> các phép tu tiên của tôi đều theo được cả chữ có phép tiết dục khó khăn vô ngần này nhá thiên cổ kỳ nhân như là tô vũ là tô vũ chăn dê ở đời hán nghị lực phi thường ai chết nhân cho bằng Vậy thì cũng kiếm một cô vợ hung nô Có con với nàng Thì cái hạng phàm nhân như mình Tiệt dục làm sao được chứ Cho nên là bữa tiệc nào Người ta đãi ông hay là đãi người ta Thì cũng có ca nhi Và bọn này quây quần chung quanh ông Xin ông cho phép Cho một bài thơ ở trên quạt Bà Tô thì bẩm tính hiền hậu Quý chồng là bậc danh sĩ lại biết chồng có tính nghệ chứ không bạc tình nên là bà cũng không hề ghen mà quả thực là ông rất đứng đắn ông là ông yêu cái thanh sắc đấy mà không lụy về thanh sắc trái lại chính thanh sắc đã giúp ông giải phóng thể từ bỏ niêm luật mở rộng phạm vi cho nó từ những cái cảnh mơ mộng hương phấn qua khu vực khoáng đạn hào hùng của tình cảm từ phát sinh từ đời đường là những bài thơ có thể phổ nhạc cho ca nhi hát như là vương tri hoán vương hàn có những lúc lương châu từ tả cảnh sa mạc hay chiến trường ở biên cương bạch cư dị và ôn đình quân có những khúc như ức giang nam tả cảnh sông nước và hoa cỏ giang nam qua đời ngũ đại từ rất là thịnh hành lời rất đẹp rất du dương nhưng cũng rất ủy mị chỉ ca tụng những cảnh trăng hoa là hoa gian tập cùng tâm sự những mỹ nữ xa người yêu như là tần phụ ngâm giọng thường đầy nước mắt đung là của một thời loạn đầu đời tống từ vẫn giữ cái di phong của đời ngũ đại ngay âu dương tu cũng không thoát khỏi cái ảnh hưởng đó những câu được ca tụng nhất thời đó đại để như là dương liễu ngạn hiểu phong tàn nguyệt nghĩa là bờ dương liễu trong tàn gió sớm uh, của liễu vĩnh đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà buồn làm sao hoặc là câu đảo lý giá xuân phong của trương tiên lãng mạn tình tứ uh, là đảo lý gả cho, uh, cho cho gió xuân chưa bằng những câu tả cái thú mê hồn với một ca nhi tiêu hồn đương thử tế hương nang ám giải là đái khinh phân mạng doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh tổn mãn đình phương gặp lúc tiêu hồn nhẹ chia giải lụa ngầm cởi túi thơm chỉ hơn được lầu xanh bạc hãnh danh cỏ Đồng pha hùng tâm sửa đổi cái phong khí đó xin độc giả nghe giọng ông ngâm và ở đây tác giả trích ra một uh, bài khá là uh, nhiều câu là Niệm Nô Kiều uh, Chú thích là Mãn Đình Phương, Niệm Nô Kiều đều là tên những khúc hát Chú thích uh, khâu cầu xin phép được đọc phần nghĩa Niệm Nô Kiều, sông dài bắc chảy sóng cuốn hết thiên cổ phong lưu nhân vật lũy cũ phía tây người bảo là xích bích đời chu du tam quốc đá loạn sụt mây sóng gầm vỗ bến cuốn lôi ngàn đống tuyết núi sông như vẽ một thời ít nhiều hào kiệt nhớ công cẩn thời đó và ở bên dưới có một bức tranh chả là tranh vẽ trúc của tô đông phà Người đời xưa người ta tài giỏi cho tới một nét bút mà sao lại có thể giống được đến như thế này Đông pha, à chữ đông pha gì đó Ôi chào nguyên Niên tam nguyệt Thì tên này các bạn đóng rất là nhiều con dấu Tiểu kiểu khi mới cưới, anh hùng tư cách quạt lông khăn là lúc nói cười giặc mạnh chó bay khói hết cố quốc hồn về đa tình chắc cười ta tóc đà sớm bạc đời người như mộng chén này để tạm trăm nước giọng hoài cổ triền miên mà đi hùng tương truyền một hôm tô đông pha hỏi một người là từ của tôi với từ của liễu vĩnh ra sao đáp giả dạ từ của Liễu Lang Trung chỉ để cho cô gái 17 18 cầm vách ngà mà ca câu Dương Lỗ ngạ hiểu phong tàn nguyệt. Còn từ của ngài thì phải để cho tráng sĩ ở quan Tây gảy đàn tỳ bà bằng đồng, gõ phách bằng sắt mà hát câu đại giang đông khứ thì mới hợp. Lời đó chỉ đúng một phần, thiên tài của Đông Pha có nhiều vẻ. Đọc bài Thủy Điệu Ca Đầu ở chương thứ uh, 6. Độc giả sẽ thấy từ của ông cũng có bài rất du dương, tươi đẹp, không kém liễu vĩnh. Nhờ phong cảnh đẹp và không khí tưng bừng ca nhạc ở Hàng Châu mà Đông Pha mời lưu ý tới thể từ. Cải cách nó và nổi danh là một từ gia bậc nhất đời nhà Tống. Ông uh, hưởng cái thú nghe hát, nhưng mà không say đắm đến nỗi mất tư cách. Có lần thuyết phục được một thiếu nữ có tài sắc và nàng đã thoát khỏi cảnh lầu xanh mà đi tu. Ông ba là một nghệ sĩ chân chính, nhận thức cái đẹp của thanh sắc mà cũng quý cái đẹp của tâm hồn. Chính hồi ở Hàng Châu, ông đã bắt đầu tập tham thiền. Có lẽ do ảnh hưởng của các vị hòa thượng bạn thân của ông cho nên là đêm nào ông cũng nằm thật ngay ngắn thở đều đều, tập trung tinh thần vào hơi thở, dù có ngứa cũng nhất định không gãi. Và ông khoe rằng là có thể làm được thể chất thì mới làm chủ được tinh thần, làm chủ được thể chất thì mới làm chủ được tinh thần, rồi mới hiểu được những cái huyền bí của vũ trụ. Ông tìm hiểu về cơ thể và ông nghiên cứu về y dược. Nhưng mà Hàng Châu thì không phải chỉ có liễu sen mẫu đơn, có trăng nước, có tiếng đàn, tiếng địch, còn có công đường và nhà lao nữa. Ai, tội nhân nhiều quá, quá nhiều, nhốt đầy ở các khám, mười bảy, mười, mười bảy ngàn người. Đại đa số là vì thiếu thuê, thiếu nợ của chính phủ, hoặc là vì buôn lậu muối. ở triều đình thì ông tận mắt nghe thấy những nỗi khổ của dân tới Hàng Châu, ông mới được trông thấy tận mắt, thấy cảnh dân bỉ bõm rơi buồn như là vịt, như là heo để vét kinh chở muối, mà lại không có muối để ăn. Có kẻ ba tháng dòng toàn ăn nhạt măng và rau cỏ, vì chính quyền họ giữ quyền độc quyền bán muối, giá muối cao quá. Ông cảm xúc phát ra những lời thơ mỉa mai khởi thị văn thiểu vóng nhục vị nhị làm nhị lai tam nguyệt thực vô diêm nghĩa là há phải nghe thiểu quên vị thì đến nay ăn nhạt đã ba trăng Ông thấy cái hại của bọn quan lại quá sốt sắng, ép dân vay tiền của triều đình, lại mở các quán rượu, các quán chơi ngay ở bên chỗ cạnh chỗ phát tiền để vét túi của dân mà thu thật nhiều lợi vào cho triều đình. Thành thử, bọn con trai vay được tiền rồi tiêu hết ngay ở quán, chỉ đem về được co thêm vài tiếng lóng. Còn các ông già chống gậy mang cơm đi lĩnh tiền, nhưng mà tiền chỉ qua mắt rồi lại tay không. Lúc mới có cũng vui với trẻ được một lúc, cái lúc già rồi nửa năm phải làm vất vả trong thành để mà trả nợ như là ở trong bài mãi đắc nhi đồng tiếu âm hảo nhất niên cường bán tại thành trung nhưng vì ghét tân pháp quá tổ cũng tỏ ra rất là bất công đắp đê ngăn nước biển rồi tháo nước mặn ra biến đổi đồng chua thành ruộng lúa là một công việc mở mang đất đai rất là có lợi cho dân chính dân cũng hoan nghênh mà ông chê họ là ham lợi mà quên mình rồi ông mỉa rằng đông hải nhược chi minh chủ ý ứng giao xích lỗ biến tang biển nghĩa là biển đông giá biết ý minh chúa biến hắn đất mạnh thành biển dâu vương an thạch sửa đổi chương trình dạy học dạy thêm môn luật đó cũng là một ý mới mẻ. Ông bảo đời Nghiêu Thuấn làm gì có môn luật học mà nước vẫn bình trị. Độc thư vạn quyển bất độc luật, trí quân Nghiêu Thuấn trung vô thuật. Ngày nay chúng ta đọc những câu phúng thích đó chỉ mỉm cười, cho là vô hại. Nhưng mà thời đó phe Vương An Thạch bực mình lắm. Vì thơ được lan truyền trong dân chúng rất mau, đến tai Vương Sằn, một vị phò mã là em rể anh hoặc là em rể của thần tôn bạn thân của đông pha vừa gom lại được mấy chục bài in thành một tập nên là triều đình không thể làm ngơ được chính vì những cái bài thơ đó mà sau này là đông pha suýt mất mạng đó thế và đông pha suýt bay đầu vì cái họa văn tự và Cô cầu xin phép được đọc một tí xíu ở đây thôi, còn lại phần sau nha. Cô cầu lại chuẩn bị xuống nhà để nấu cơm tối cho mẹ cô cầu đây. Và ở chương thứ sáu thì suýt bay đầu với cái họa văn tự là Hết hạn 3 năm ở Hàng Châu thì Đông Pha xin đổi lên tỉnh Sơn Đông để được gần em Vì lúc đó tự do làm thư ký ở Tề Châu Triều Đình chấp nhận và ông được phái tới Mật Châu Ở đây 2 năm rồi lại đổi đi từ Châu Ông đi thăm lại các thắng cảnh ở Hàng Châu Rồi từ biệt bạn bè rồi lên đường Lần này trong đám gia nhân có thêm một thiếu nữ rất thông minh tên là Chiêu Vân, mới 12 tuổi, vốn là ca nhi mà bà Tô mua về. Thiếu nữ đó sau này đóng một vai trò quan trọng bực nhất trong đời của Đông Pha. Mật Châu trái hẳn với Hàng Châu, ở phương Bắc, phong cảnh tiêu điều, dân cư lại nghèo khổ. Lúc đó triều đình đã giảm lương, các quan lại, gia đình Đồng Pha chịu mọi cảnh thiếu thốn. Ông bảo làm quan 19 năm mà cứ mỗi ngày một nghèo thêm, không đến nỗi chết đói. Nhưng mà có lúc cùng một người bạn đồng sự họ lưu, phải đi hái cúc ở trong các vườn hoang ở dưới chân thành cổ để ăn. Hai người ăn cho tới đây bao tử, rồi cùng nhau cười rỗ lên. <cười> ông thấy con cái nghèo nhóc, ông phàn nàn với bà. Coi chúng mù rũ thấy tội không? bà bảo chính mình mới ủ rũ sao cứ ngồi mãi một chỗ mà sầu muộn suốt ngày như vậy lại đây em để dành được vò rượu em rót cho mình uống ông hơi thẹn rằng mình không có được cái tinh thần cao như vợ uống một hai chén nhỏ ông thích rượu nhưng mà tửu lượng thì lại không cao khen bà là hiền hơn vợ lưu linh vì bà này đã can chồng đừng có uống rượu hôm đó ông rất vui không phải vì rượu mà vì trong cảnh nghèo mới thấy lòng vợ là đáng quý lúc này vương an thạch đã bị ngưng chức lữ huệ khanh lên thay đặt thêm một thuế lợi tức mới để vét tiền dân mà cứu vãn nền tài chính cực kỳ lâm nguy thuế mới nặng quá dân miền mật châu vốn nghèo không sao gánh vác nổi nhiều kẻ bó nhà bỏ cửa đi ăn xin chết đói chết rét ở lề đường thấy cảnh đó, ông xa lệ và mặc dầu nghèo, ông cũng dán cứu được ba bốn chục đứa trẻ mồ côi, đem chúng về nhà hoặc gửi chúng ở nhà các bạn quen. Chính trong thời đó, thơ ông buồn nhất mà hay nhất, co cay giọng của Đỗ Phủ, ông phàn nàn rằng, Vĩnh thủy thử bang nhân, mang thích tại phủ cơ, bình sinh ngũ thiên quyển, nhất tự bất cứu cơ. Hẹn hoài người nước này Gái đâm trồng giả thịt Bình sinh đọc 5 ngàn quyển sách Mà không có được một chữ cứu đói cho dân được Bài đó đã diễn tả được cái bi thảm Trong mấy ngàn năm lịch sử của Trung Hoa triết học, văn học của họ thật là rực rỡ Họ có biết bao nhiêu là nhân tài Biết bao nhiêu ông hiền, ông thánh Mà không cứu nổi nạn đói cho dân Có người đã làm thống kê thấy rằng trong 2 300 trăm 2300 năm kể từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên tới cuối đời Minh Đậu Thanh chỉ có 720 năm là Trung Hoa không bị thiên tai. Còn lại những năm khác trước sau họ bị 1057 cơn nắng hạn và 1030 vụ lụt. Ấy là chưa kể đến cái nạn chiến tranh và, và và phần sau như thế nào thì hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu từ trang 88 trở đi. Đó. Thế và ở mật châu thì ông càng buồn càng nhớ Tử Do và ông làm thơ kể tâm sự với em. Và kể như thế nào thì chúng ta sẽ gặp nhau ở video của ngày mai. À, cảm ơn các bạn. À, Câu cầu phải đi nấu cơm cho mẹ đây ạ.